em, chúng em xin chào tất cả các bác. Như công việc thường ngày thì hôm nay chúng em lại quay trở lại rừng và tiếp tục ghi hình lại cho các bác cùng theo dõi. Hôm nay thì anh em chúng em vẫn đi bắt ong các bác. Bên đây cũng dễ đi mà, đi kiểu gì cũng được. Không là như này. Ngồi ăn cái gì đây? Ăn sâu. Nói nó có. Trên kia hình như nhìn thấy cái bỏ vỏ lắm. Nối vào không? Nối hai dây vào. Chắc phải hai người lên đấy tổ lai anh nhỉ? Thuyết ra đây mà trèo mà bắt này anh, mấy anh em không lấy phần chung đâu. Ở đây sát cái gốc của nó thì không thể theo gốc lên được các bạn, bởi vì cái cây này nó rất là to, từ đây lên thì không nhìn thấy tổ ong đâu các bạn. Anh em sẽ tận dụng những cái dây rừng ở bên cạnh này để leo lên bắt cái tổ ong này. Rõ này của anh chắc phải tối đa phải trên 30 cân. Tương đối là dặm đấy, ở trên cái cành đấy. Đó, lên, ngồi lên cái bầu. Nhưng mà ngồi ở cái chạc ngang kia làm gì nữa. Mình chắc có bài xử lý hết. Bầu phình to thật. Vì khói dưới này lên, chưa chắc nó đã lên được đến trên ngọn. Lên nhanh thế không trời em ạ? Mãi lên. Mãi lên rồi. Nó lên đến bọn anh thôi, nó chỉ lên đến ai đâu. Khói nó mới đang tấn công mình thôi. Bắt đầu lên ra ông ơi, lên đi, lên thật lực đi. Vướng canh này phải không? Rào hơi bé. Tương đối là khó tiếp cận các bạn. Bỏ phá. Hơi tối nhỉ. Ui mệt. Đâu rồi đấy? Cái phấn hoa. Đâu rồi cái cột khói đeo lên đâu? Ở đây. Buông chứ. Nè nè, đây. Bật lửa đâu nhỉ? Có bật lửa không? Đấy nhá, mật đấy. Nó khá to đấy. Thế rồi. Khó quá. Không nhìn thấy cái gì. Hả? Có dây chưa? Bật xong rồi bây giờ mới khói mạnh này. Mật xuống nhá. Nó bị rách cái bao đựng mật. Rách bao á? Ờ. Nó rộng quá, nhiều dây quá. Dây
Lấy bao mới luôn rồi nhá. Mật vàng ươm ấy nhỉ. Lộc ở mấy ngày hơi nọ. Thôi đi xuống xuống dưới suối đi. Sao mật ngọt đấy nhỉ? Thế là mấy ông cho mật ong à? Mật ong không? Nước đỗ đen lại cho mật ong. Ngon đấy. Cái mật ong gì xuống cái bao kìa, đống đi. Ông cho mật ong. Chết rồi. Không cần lọc gì à, lọc xuống cái bao đựng ngoài á. Treo cái bao lên nó rớt xuống ba phát. Mấy anh em chúng em xuống bên dưới này thì lấy cái rễ cây này đi đánh cá các bác. Chú mày nó thế này. Cái dây này nhạy mà. Cái này đánh nó cái này như thì rượu là nó cay mắt rồi xong thì nó ra rồi. Nó xanh như xay rượu ấy. Tí nó đầu thì mình bắt đây. Lấy cái dây to này á, có mà đem ra đến sông đánh. Chơi đi. Mày thật đấy. Đó lăn lăn từ đây xuống đến dưới kia đi nhá. Thôi. Nào, hơi yếu rồi. Đó là nhiệm vụ mỗi người ba đẫn như thế là. Em mượn dao để em chặt cái này. Chưa đủ anh chưa đâu. Nào. Dây này mà khi đập ra thì nó rất là cay mắt, nên là những cái con cá mà nó ở dưới nước nó sẽ bị cay mắt, nó nổi lên thì anh em sẽ dễ bắt hơn các bạn. Cái lồng bú thì mẹ ta thò vào mình bóp nhẹ nhẹ mình cứ. Xuống đến khu vực lương rẫy này thì anh Thanh đem mật về nhà, chúng em nghỉ ngơi và bắt cá để dùng bữa các bác. Dùng bữa xong thì anh em chúng em sẽ tiếp tục theo dõi bầy ong khác để ngày hôm sau lại tiếp tục công việc. Đang đánh nhau. Mấy anh em chúng em vừa xuống đến dưới suối rồi, giờ thì tập trung đi đánh cá các bạn. Những cái cây mà anh em chúng em vừa mới đào ở trên rừng đem xuống này. Đục lắm. Cái này anh em đập xong cho nó chảy theo cái nguồn nước này xuống này. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì đến nguồn nước sạch đâu nhé các bạn. Vì cái cây này thì ở trên em thì có nhiều người còn lấy về uống để trị bệnh. Hai anh em vừa bỏ lặn xuống phải mở mắt ra xem nó cay chưa mới được. Đập một chỗ cho nó tập trung nó mạnh hơn, mỗi người một vũng. Lắc đác cái cá lên rồi đấy. Đây đây, chỗ đấy. Lên đây. Anh em mình vừa xuống dưới một tí quay lại đã thấy nó lên rồi nhỉ. Hai con. Con nhá. Ừ. Đúng rồi. Nó bị nặng quá. Mình không để ý từ lãi mà có cam mía mới. Chứ tưởng là con cam mía không có mà mình cho nhiều thuốc quá.
Đáng nhá, vừa lấy phải một người ở đây trông cơ nhỉ. Để đi xuống dưới. Đất, xuống lặn nó. Cái này bị lặn rồi đấy. Lặn rồi. Thì vọng không thở được, nó phồng lên nhỉ. Nó thở không thở được, nó phồng to. Ý, loại này thích này. Cái loại đấy. Lươn nhỉ? Lươn. Ôi. Đây rồi. Rồi, rồi. Ấy, lươn đá này là to lắm rồi. Khá to đấy. Đây đây. Úi. Em bắt được mấy con? Em bắt được nhiều đấy. Em bắt được nhiều ốc. Ốc cũng có mà cá cũng có. Đây này. Ốc này. Anh Sơn xuống nấu ăn này anh Hưng à. Anh ơi nhìn này. Được rồi, thế nó bắt bằng này được bữa đấy. Đi đi, không thèm đập nữa đâu nhỉ. Đi xuống đi. Cay mắt lên hết nhỉ. Cay mắt lên hết. Ếch không phải lên. Anh em mình cho vào lấu lá lốt mấy hạt dổi mắc khén làm canh, có thịt đem theo rồi. Anh Sơn xuống trước lấu ăn thì bây giờ cũng chín rồi các bạn. Chỉ cho cá vào lấu nữa là anh em cơm rừng thì nhanh lắm các bạn, chỉ 15-20 phút là anh em ăn rồi lại tiếp tục công việc. Một canh mì tôm ấy nó phải vừa đủ. Cả lấu lá lốt các bạn. Này lấu thì rất là tiện lợi. Dọc những cái lương keo trên mình chỗ nào cũng mọc lá lốt nhỉ. Kiểu như là anh em mình làm rừng cứ đem theo ấy. Cái đây đặt dưới anh được. Ừ. Làm rách đơn cầm cho, đơn cầm cho một đồng. Đây. Cái này thịt lợn thì hôm nào anh em đi sớm ra đầu làng cũng dừng để đỡ phải lần thức ăn các bạn. Này ăn xong khá muộn nên ra khâu ong hết tầm lấy nước rồi. Đây là cái rượu bạc kích các bạn, rượu bạc kích anh em chúng em ngâm sẵn ở nhà đem theo đây. Cái rượu bạc kích này thì khi mà đi rừng anh em chúng em mà mệt mỏi đau lưng thì uống nó rất là tốt cho sức khỏe. Nào nhường bác Sơn nhá, cho bác uống trước. Mời các bác nhá. Ông Thanh nãy anh làm một hớp xong mới về lấy mật về. Năm anh em đi cùng nhau nhưng mà anh Thanh lấy mật về trước rồi các bạn. Bốn anh em chúng em ăn xong thì lát nữa ra ngoài xem hướng ong để ngày mai tiếp tục đi săn ong các bạn. Em mời tất cả các bạn. Tiết nhỏ nhất cho các bác to nhất. Này, bác định chơi cả chai. Anh làm hớp này. Em mời cả các bác nhá. Thì đường thiết này, đây, cuốn con này này. Bắt lươn giỏi này, chắc là ừ. Này ông này bắt à. Chơi hẳn. Đây bắt được thì cho cái đầu ngay à. Ăn hẳn đầu lươn. Đây, cương đây. Anh không đi bắt được, anh ăn con này. Anh ở đây đâu không bắt được. Đi, anh em dùng đi. Bác kích còn ở đây này, Hưng. Lấy cái đũa gắp gắp cái này đi. Ngon không? Đang đói ăn cái gì chẳng ngon. Lươn em mấy anh Hưng, anh có lươn rồi nhỉ? Anh không chê, không từ chối nữa. Anh con này ngập răng luôn nhỉ? Lại thò đầu ra chứ lại. Con này chắc già đời lắm ấy. Ăn đi Thuyết. Vâng. Con luôn chắc già mà kiểu anh nữa Thuyết ạ. Thuyết làm tí không? Này anh Sơn làm tí. Thế bảo uống hết đi mà. Dần dần.